Cô Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm toán trừ trong phạm vi 10 phần 2 nhé. Cô mời tất cả các bé hãy cùng theo dõi bài học của cô. Cô có 10. Cô trừ đi 6. Các bé hãy tính cho cô bằng bao nhiêu nào? Bây giờ, cô và các bé sẽ cùng nhau thực hiện nhé. Cô ví dụ như sau. Đầu tiên, cô có 10, tương đương với 10 ngón tay trên 2 bàn tay chúng ta. Cô trừ đi 6. Có nghĩa là cô sẽ cụp lại 5 ngón tay trên 1 bàn tay và thêm 1 ngón của bàn tay còn lại. Hay nói cách khác, cô cụp lại 6 ngón tay. Bây giờ muốn biết 10 trừ 6 bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ đi đếm số ngón tay còn lại nhé. Các bé cùng đếm chung với cô nào. Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay, bốn ngón tay. Như vậy là cô còn lại bốn ngón tay. Suy ra án của phép tính 10 trừ 6 là bằng 4. Tiếp theo, cô có 10. Cô trừ đi 7. Các bé hãy tính cho cô bằng bao nhiêu nào? Chúng ta cùng nhau thực hiện nhé. Đầu tiên, cô có 10, tương đương với 10 ngón tay. Cô trừ đi 7, có nghĩa là cô sẽ cụp lại 5 ngón tay trên 1 bàn tay và thêm 2 ngón trên bàn tay còn lại, giống như trên hình của cô. Vậy, muốn biết 10 trừ bằng bao nhiêu thì chúng ta chỉ cần đếm số ngón tay còn lại. Bây giờ, cô mời các bé hãy đếm chung với cô nhé. Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay. Vậy là cô còn lại ba ngón tay. Suy ra, đáp án của phép tính 10 trừ 7 là bằng 3. Tiếp theo, cô có 10. Cô trừ đi 8. Các bé hãy tính cho cô bằng bao nhiêu nào? Bây giờ, cô và các bé sẽ cùng nhau thực hiện nhé. Đầu tiên, cô có 10, tương đương 10 ngón tay trên 2 bàn tay của chúng ta. Cô trừ đi 8, có nghĩa là cô sẽ cụp lại 5 ngón tay trên 1 bàn tay và thêm 3 ngón tay trên bàn tay còn lại. Như vậy, muốn biết 10 trừ 8 bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ đi đếm số ngón tay còn lại nhé. Cô mời các bé hãy cùng đếm chung với cô nào. Một ngón tay, hai ngón tay. Vậy là cô còn lại hai ngón tay. Suy ra đáp án của phép tính 10 trừ 8 là bằng 2. Tiếp theo,
hãy tính cho cô bằng bao nhiêu nào? Sau đây, cô và các bé cùng nhau thực hiện nhé. Đầu tiên, cô có 10, tương đương với 10 ngón tay trên 2 bàn tay của chúng ta. Cô trừ đi 9, có nghĩa là cô sẽ gập lại 5 ngón tay trên 1 bàn tay và 4 ngón tay trên bàn tay còn lại, giống như trên hình của cô. Vậy, muốn biết 10 trừ 9 bằng bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ đếm số ngón tay còn lại, đúng không nào? Ở đây, các bé dễ dàng nhìn thấy được là còn 1 ngón tay. Vậy, suy ra đáp án của phép tính 10 trừ 9 là bằng 1. Tiếp theo, cô có 10. Cô trừ đi 10. Các bé hãy tính cho cô bằng bao nhiêu nào? Chúng ta cùng nhau thực hiện nhé. Cô có 10, tương đương với 10 ngón tay trên 2 bàn tay của chúng ta. 10 có nghĩa là cô sẽ gập lại hết tất cả các ngón tay trên 2 bàn tay, giống như trong hình của cô. Bây giờ chúng ta dễ dàng nhận thấy đáp án của phép tính 10 trừ 10 là bằng 0. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!